đây là một chiếc xe tải nhỏ này các bạn. Đây là một chiếc xe tải nhỏ này. Super power này. Từng chi tiết đây là giống thật nha, có hai ống khói nha. Màu sắc cũng rất là đẹp nha các bạn. Đó là một chiếc xe quái vật này. Wow, có mập nha các bạn. Đây có hai con mắt này. Bạn đây là bố nha. Giảm sốc nha. Here we go. Yeah. Hóa chuyển ngay vật một cái trên là dễ dàng nha các bạn. Ok. Tiếp theo đây là một chiếc chữa sáng nha. Xe chữa sáng nha. Đây là 4 chữa sáng nha. Có đèn bảo có đôi đầy đủ tất cả nha các bạn. Here we go. Wow. Được kẹt lại đây nha. Còn đây là một chiếc bán tải cổ điện. Các bạn nhìn cái đầu là biết cổ điện nha. Kiểu dạng phong cách cổ điện nha. Xe màu đỏ nha các bạn. Cái đồng. Here we go. Okay.